Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư, mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và dám chứng minh với mọi nhà đầu tư bằng chính những giá trị thực tiễn trên thị trường trong suốt thời gian nhiều năm qua của cả một quá trình phát triển của bản thân tôi cùng với cả website đào tạo Forex để gửi đến nhà đầu tư. Nhà đầu tư phải hiểu rằng trên con đường giao dịch Forex này, mọi giá trị của kiến thức, mọi giá trị của thành công đều phải được thấy rõ bằng chính cái người thầy họ đứng ra họ chia sẻ cho chúng ta nhìn nhận, họ đứng ra họ chia sẻ cho chúng ta để cho chúng ta đánh giá được cái giá trị đó trên thị trường. Không có phương pháp nào đúng, chỉ có không có phương pháp nào đúng mà cũng không có phương pháp nào sai, chỉ có một duy nhất ở trên thị trường, đó là người có thể vận dụng được phương pháp đó vào trong thực tiễn để cho chúng ta nhìn nhận, cho chúng ta đánh giá và cho chúng ta thấy rõ được các giá trị hiệu quả của phương pháp đó hay là không. Xin lỗi nhà đầu tư, người không vận dụng được thì cho rằng đó là sai ở trên thị trường, và người không có thể tạo được ra giá trị thì cho đó rằng đó là kiến thức vứt đi ở trên thị trường giao dịch Forex này. Nhà đầu tư phải hiểu rằng kiến thức ở trên sách vở hoàn toàn khác xa so với cả những kiến thức ở trên thực tế. Nếu mà bản thân ở ngoài kia trên thị trường này các bạn thấy rõ được những giá trị hiện tại và những giá trị của kiến thức, những giá trị của phương pháp và những thằng được gọi là thầy dạy Forex hoặc chuyên gia Forex hoặc á quân Forex hoặc bất kỳ một ai thành công trên thị trường này dám chứng minh bằng thực tiễn, dám cho nhà đầu tư thấy rõ về những giao dịch, dám sâu cho nhà đầu tư thấy rõ về những giá trị về lệnh ở trên thị trường bằng chính những giao dịch mà bản thân họ phải minh chứng bằng thực tiễn ở trên thị trường này, đó mới là giá trị và thước đo để nhà đầu tư nhìn nhận. Còn lại bất kỳ một thằng nào được gọi là á quân Forex đều được gọi là gì nhỉ, giao dịch thành công trên thị trường hoặc chuyên gia Forex mà chỉ nói mồm và sâu cho các bạn bằng điện thoại di động, chụp hình bằng điện thoại di động, xin lỗi nhà đầu tư, thứ đó chỉ là thứ bịp bợm và lừa đảo trên cái thị trường giao dịch Forex này mà thôi. Tôi mong muốn rằng những gì mà bản thân tôi đang chia sẻ, tôi mong muốn rằng bản thân tôi đang chứng minh và cho nhà đầu tư thấy rõ về từ những giá trị của phương pháp đánh swing, đánh scalp, đánh lướt ở trên thị trường phối hợp lại để làm sao tạo được ra các giá trị lợi nhuận để nhà đầu tư có thể nhìn nhận và tự cho bạn ra những giá trị thực tiễn trên thị trường để các bạn có thể đánh giá được đâu là những người có thể áp dụng và đâu là những người thầy có thực sự trên thị trường. Thì các bạn có thể nhìn nhận và để hiểu rõ được con đường mà các bạn đang đi và các bạn cần phải tìm hiểu rõ về những giá trị gì trên thị trường này. Thị trường giao dịch Forex không có vụ là đơn giản mà chẳng có vụ là dễ. Chỉ có đơn giản là đơn giản các bạn mất tiền và dễ tan ra bại sản. Và nhà đầu tư phải hiểu rằng không có chuyện chưa học xong thì tiền đã về, hoặc đang học thì tiền về ngay tại lớp, hoặc học xong ra có thể giao dịch được. Xin lỗi nhà đầu tư, kiến thức mà khi các bạn học xong mà không thấy thầy vận dụng áp dụng vào thực tế từ 6 tháng đến 1 năm và không thể trực tiếp ngồi để xem rõ thầy giao dịch live stream trực tiếp, không xem rõ thầy giao dịch ở trên tài khoản live trực tiếp mà các bạn đã vội ra mở tài khoản giao dịch thì xin lỗi nhà đầu tư tử nạn là đúng. Và các bạn chưa thấy rõ giá trị kiến thức đấy vận dụng áp dụng vào trong thực tế và những cách mà người thầy họ vấn đề sử dụng xử lý các cái giá trị lệnh ở trên thị trường thì xin lỗi nhà đầu tư vận dụng được tôi chết liền trên thị trường này. Và các bạn chưa quan sát được tâm lý giao dịch ở trên thị trường của chính người thầy của các bạn thì làm sao các bạn có thể hiểu để mà gì nhỉ, các bạn điều chỉnh. Các bạn chưa thấy được cái người thầy họ kiếm được ra tiền trên thị trường này thì làm sao các bạn có thể gì nhỉ, tồn tại mà đòi kiếm được ra tiền trên thị trường giao dịch Forex này. Đó là điều tôi chia sẻ và gửi đến cho mọi nhà đầu tư. Tôi là Trần Quốc Minh, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này dám chia sẻ và chứng minh bằng thực tiễn để mọi nhà đầu tư cùng nhìn nhận và đánh giá. Tôi xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư, chúc tất cả các bạn giao dịch thành công ở trên thị trường. Và các bạn chưa quan sát được tâm lý giao dịch ở trên thị trường của chính người thầy của các bạn thì làm sao các bạn có thể hiểu để mà các bạn điều chỉnh. Các bạn chưa thấy được cái người thầy họ kiếm được ra tiền trên thị trường này thì làm sao các bạn có thể nhận tồn tại mà đòi kiếm được ra tiền trên thị trường giao dịch Forex này. Đó là điều mà chứng minh và thực tiễn để mọi nhà đầu tư cùng nhìn nhận và đánh giá. Tôi xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư, chúc tất cả các bạn giao dịch.